Lá tế tô có tác dụng gì? Thần dược cho sức khỏe và làn da. Tế tô là một loại gia vị được dùng rất phổ biến. Ngoài dùng làm thực phẩm, thì lá tế tô còn có tác dụng chữa bệnh và làm đẹp rất tốt. Tế tô hay còn gọi với tên khác là tử tô, tô ngạnh và tô diệp. Tên khoa học của nó là Berylla rustacens, hoặc thuộc họ Labiatae. Hạt của tế tô có chứa khoảng 40% lượng dầu gồm axit béo chưa bão hòa, và lá tế tô thì chứa 0,2% tinh dầu với các thành phần như aldehyde và seton, hydrocarbon, rustan. Cây tế tô có tác dụng gì? Tế tô là một loại rau gia vị rất là tốt cho sức khỏe nhờ chứa hàm lượng canxi và sắt khá là cao. Đồng thời, tế tô còn rất giàu vitamin A và C. Nhờ vậy, lá tế tô không chỉ được dùng làm món ăn mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả, được nhiều ứng dụng trong quá trình chăm sóc sắc đẹp. Cây tế tô chữa bệnh đường hô hấp, hen suyễn. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Archery thì dầu chiết xuất từ hạt tế tô có ảnh hưởng tích cực trong điều trị bệnh hen suyễn. Nó giúp cho làm tăng khả năng lưu thông khí, đồng thời cải thiện chức năng phổi và hỗ trợ điều trị bệnh hen. Thứ hai là trị ho cho trẻ. Có thể dùng lá tế tô trị ho cho trẻ nhỏ, cho trẻ uống nước lá tế tô hấp cách thủy với hoa đu đủ và hoa khế sẽ giúp cho diệt khuẩn, ngăn ngừa đau họng và trị ho cho bé. Thứ ba là chống viêm, chống dị ứng. Tế tô được chứng minh có khả năng trị chứng nhạy cảm và dị ứng theo mùa. Lá tế tô chứa một số chất có thể ức chế trực tiếp sự phóng thích histamine từ tế bào, làm giảm viêm và viêm da tiếp xúc. Lá tế tô còn chứa ngộ độc thực phẩm. Ở châu Á, trong đó có Việt Nam, lá tế tô dùng làm rau gia vị ăn kèm giúp cho cái hương vị của món ăn được tăng lên và làm thuốc giải độc đối với ngộ độc thực phẩm. Trị viêm khớp dạng thấp. Lá tế tô chữa bệnh gì? Lá tế tô có tác dụng giảm đau bụng kinh, ngăn ngừa ung thư vú và điều trị các bệnh tự miễn dịch như lupus và viêm khớp dạng thấp. Ngăn ngừa bệnh tim mạch. Dầu chiết xuất từ hạt tế tô có khả năng ngăn ngừa bệnh mạch vành, giảm nguy cơ huyết khối, ngăn ngừa cơn đau tim và đột tử. Ngoài ra, dầu hạt tế tô cũng rất giàu omega 3 và chất chống oxy hóa, làm giảm cholesterol xấu, nguyên nhân gây ra chứng xơ vữa động mạch. Điều trị bệnh dạ dày. Lá tế tô có thể cải thiện tình trạng đầy bụng, bụng sôi, giúp tăng cường cơ vòng thực quản dưới, ngăn ngừa trào ngược axit và chống co thắt dạ dày hiệu quả. Tác dụng của lá tế tô trong làm đẹp. Công dụng của lá tế tô trong trị mụn. Nhờ có chứa chất kháng khuẩn, chống viêm nên lá tế tô được dùng trong hỗ trợ điều trị và chăm sóc làn da bị mụn rất hiệu quả. Có thể dùng lá tế tô để trị mụn bằng cách xông hơi hoặc rửa mặt trực tiếp với nước lá đã rửa sạch, pha loãng. Tế tô giúp giảm vết thâm nám. Công dụng của lá tế tô trong trị nám. Sử dụng nước cốt hoặc nước nấu từ lá tế tô sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành melanin, khiến cho da trở nên sáng hơn, giảm nám và tàn nhang trên da. Đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả. Uống lá tế tô hàng ngày được coi là phương pháp giúp giảm cân hiệu quả, bởi trong tế tô có chứa nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất giúp thúc đẩy, tăng cường trao đổi chất, từ đó thì nhanh chóng đào thải và đốt cháy các chất béo có hại cho cơ thể. Sử dụng nước lá tế tô kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và tập luyện đều đặn sẽ mang lại một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc, thon gọn. Ngăn ngừa lão hóa da. Tác dụng của lá tế tô với da có thể kể đến là ngăn ngừa lão hóa.
Lá tế tô chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất dồi dào, giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa da. Làm trắng da. Các chị em có thể dùng nước lá tế tô làm trắng da bằng cách rửa sạch một cành tế tô, cắt thành từng khúc nhỏ, đun sôi khoảng 15 phút để các tinh chất trong thân và lá hòa tan vào trong nước. Khi sử dụng thì pha thêm nước lạnh ở nhiệt độ vừa đủ và tắm trong khoảng 20 phút. Chỉ cần làm điều đầy đầy đặn như vậy khoảng 2 đến 3 lần một tuần là có thể thấy sự cải thiện rõ rệt của làn da. Da của bạn sẽ trở nên hồng hào hơn, đặc biệt những nốt mụn trên vùng lưng và ngực sẽ nhanh chóng xẹp đi. Ngoài tắm lá tế tô thì chị em phụ nữ còn có thể dùng uống nước lá tế tô để trắng da hiệu quả. Dùng lá tế tô phơi khô và pha như trà để uống hàng ngày, giúp cho làm tăng độ ẩm cho da, chống lão hóa da và làm trắng da rất là tốt. Ngoài ra, chúng ta cần phải lưu ý khi sử dụng lá tế tô. Ăn nhiều lá tế tô có tốt hay không? Theo đông y, tác hại của lá tế tô là gần như không có nếu biết cách sử dụng hợp lý. Trước khi áp dụng các cách làm đẹp da bằng lá tế tô thì bạn nên thử độ nhạy cảm của làn da bằng cách thoa một ít nước cốt trên cổ tay và để yên trong 15 phút. Nếu không có triệu chứng bất thường thì có thể áp dụng lên mặt và toàn thân. Tẩy tế bào chết một lần một tuần để giúp các dưỡng chất trong lá tế tô thẩm thấu sâu vào da và phát huy hiệu quả tối đa. Không dùng nước lá tế tô để qua đêm và thành phần của nó có thể sẽ biến đổi khiến cho da bị kích ứng. Sử dụng kem chống nắng khi áp dụng các phương pháp làm đẹp từ lá tế tô. Các bạn nhớ điều này nha, điều này rất quan trọng nha các bạn. Bởi vì khi mình sử dụng lá tế tô rất là dễ ăn nắng, cho nên khi mình sử dụng lá tế tô thì mình phải kèm theo là kem chống nắng nha các bạn. Và khi uống lá tế tô thì các bạn nên lưu ý là cách nấu nước lá tế tô. Các bạn ngâm lá tế tô với nước muối pha loãng, rồi rửa sạch sạch, đun khoảng 2,5 lít nước lọc, rồi cho lá tế tô vào, đậy kín nắp, đun sôi tiếp 2 phút thì tắt bếp để nguội, cho thêm 3 lát chanh tươi vào trong bình, đậy nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống cả ngày. Nên uống nước lá tế tô khi nào? Nên uống trước bữa ăn khoảng 10 phút đến 30 phút để ngăn hấp thu chất béo và giảm lượng thức ăn nạp vào. Bà bầu không nên uống nhiều nước lá tế tô vì có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Những người có cơ địa dị ứng hoặc đang bị cảm nóng thì không nên dùng lá tế tô. Các bạn nên lưu ý điều này nha. Hy vọng là mình chia sẻ những cái giải đáp được thắc mắc của các bạn cũng như chị em phụ nữ trong việc uống lá tế tô có tác dụng gì và lá tế tô có tác dụng làm đẹp như thế nào, tốt cho sức khỏe ra sao. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe, đăng ký kênh Thanh Đồng Vlog nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.